Học tiếng Nhật lâu rồi, các bạn có muốn kiểu tiếng Nhật mình nói ra sẽ tự nhiên hơn không? Tất nhiên là có đúng không? Vậy thì để làm được điều đó, chúng ta sẽ phải cố gắng nghe nhiều cái văn nói của người Nhật nhiều hơn để rồi bắt chước nó, chứ không phải là nói cái gì cũng chỉ là y án theo sách vở nữa mọi người ạ. Khi mà nghe nhiều tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày thì mình lại thấy là khi mà muốn mời rủ ai đó, người Nhật họ rất là hay có cái kiểu nói như sau này. Shumatsu ie de barbecue o suru nda kedo Thanh san mo yokattara issho ni dou? Hoặc là Thanh san mo yokattara dou kana? Hoặc là một trường hợp khác, ví dụ như là có một anh chàng hôm nay có hai cái vé muốn mời người bạn gái đi xem phim chẳng hạn, nói nhưng mà ngại, lấy cái cớ là gì nhở? À, mình mới nhận được hai cái vé từ người quen, thế thì rủ người ta nhá. Shirai kara 2 mai moratta no de moshi yokattara dou ka to omotte. Đó thì mình thấy là đây là những cái kiểu nói rất 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 kiểu tự nhiên trong văn nói luôn mọi người. Các bạn để ý nhá, thấy cái vế trước của chúng ta nó sẽ kết thúc bằng là nani nani dakedo hoặc là desu ga hoặc là no de. Nó đưa ra cái xuất phát, cái sự tình của cái người mà đi dụ đúng không nào? Và đằng vế sau thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, cái kiểu là gì nhỉ? À, nếu mà được thì cậu đi cùng không, đúng không? Nếu mà được thì cậu cùng với tớ nhé, đúng không? Cậu cân nhắc thử xem sao. Ok, và thêm một cái này rất là hay mọi người, nó sẽ thể hiện cái sự tinh ý của chúng ta trong giao tiếp để đề phòng cái trường hợp nhỡ mà người ta có phải chẳng may mà phải từ chối ấy, thì người ta cũng sẽ đỡ ngại hơn. Mình sẽ thêm cái câu là gì nhỉ? Isogashikattara zenzen iin desu kedo, hoặc là murisou dattara zenzen iin desu kedo. Nếu mà cậu bận thì cũng không sao đâu, hay là nếu mà khó quá thì cậu cũng không vấn đề gì đâu nhá. Đó, ngôn ngữ nó là cuộc sống. Và những cái lời mà chúng ta nói ra nó sẽ thể hiện một phần tính cách của con người mình nữa ấy, mọi người ạ. Thế nên là đôi khi vượt qua những cái sự máy móc về mặt câu chữ, các bạn chỉ cần thêm một chút những cái tinh ý nhỏ như vậy thôi trong giao tiếp thì nó sẽ khiến cho cái tiếng Nhật của chúng ta đẹp hơn rất là nhiều ấy mọi người.